Cuộc sống ngày nay của chúng ta đã ngày càng trở nên thuận tiện. Chúng ta không cần phải bước chân ra khỏi cửa, cũng sẵn có cái ăn cái mặc dâng đến. Chúng ta luôn ỷ lại vào những sự tiện nghi đó. Chúng ta lười đi lại hơn, lười vận động hơn. Đôi khi rảnh rỗi, chiếc điện thoại sẽ là bạn của chúng ta chứ không phải là những người bạn xung quanh nằm lướt màn hình. Trong những khoảnh khắc đó, niềm vui cuộc sống đã dần mất đi và cuộc sống tẻ nhạt cứ ngày nối tiếp ngày. Cái lười trong chúng ta làm cuộc sống trở nên nhạt dần đi. Nhưng cuộc sống này ngắn lắm và biết bao nhiêu thứ tươi đẹp đang chờ ta. Vì vậy, hãy biến những ngày bình thường trở nên vui tươi hơn, có ý nghĩa hơn. Cuộc đời rực rỡ đừng sống không màu của tác giả Lý Tư Viên. Trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng mỗi ngày bạn sống. Thế giới này là của bạn, thái độ của bạn với thế giới quyết định bạn sẽ có một thế giới như thế nào. Trong những ngày tháng tầm thường và tuổi muộn, sự sang trọng sẽ giúp bạn tìm được cuộc sống ý vị hơn, tìm được ánh sáng le lối để tiếp tục tiền bước, tìm được can đảm không chịu tạm bợ. Cuộc sống cần có sự trang trọng. Tôi mong bạn tìm thấy sự trang trọng mà mình mong muốn trong cuốn sách này. Cũng cầu cho bạn, cho tôi, cho chúng ta được hạnh phúc trong cuộc sống có sự trang trọng. Cuộc đời là những mảng màu rực rỡ. Trong cuốn sách này, tác giả nói đến sự trang trọng. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, sự trang trọng trong cuộc sống là gì? Sự trang trọng ở đây thể hiện ở các mặt đối với rất nhiều người, từ người thân, bạn bè, người yêu và cả chính bản thân mình nữa. Trước hết, đối với người thân là cha, mẹ, anh, chị, em trong gia đình. Trước đây, khi còn bé, chúng ta cái gì cũng sẽ kể cho cha mẹ nghe, đi chơi là đi cùng anh, cùng chị, mỗi bữa cơm là ríu rít tiếng cười. Khi dần lớn lên, thời gian bên cạnh người thân không nhiều. Vậy đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện cho cha mẹ, chưa ngồi cùng cha mẹ ăn bữa cơm gia đình, chưa ngồi xuống uống ly trà với cha? Những điều bình dị đó thôi, nhưng đối với nhiều người, nó lại là sự sang trọng. Đối với bạn bè, trước đây đi học hay đợi nhau ở cổng, đi chơi cũng cùng nhau, thậm chí là hiểu nhau mọi điều. Nhưng cuộc sống mỗi người một công việc riêng, một con đường riêng và liên lạc với nhau cũng dần mất đi. Đã bao lâu rồi, bạn chưa quan tâm hỏi han bạn mình đang làm gì, có những vui buồn gì trong cuộc sống. Không ngồi nôm na những câu chuyện vỉa hè, ôn lại những kỷ niệm xưa. Những thứ trước đây khi gần nhau tưởng chừng sẽ rất dễ làm được thì giờ đây lại là một sự sang trọng. Đối với người yêu, đã bao lâu rồi bạn chưa chào người ấy, chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon? Những lời lẽ bình dị vậy thôi mà đôi khi lại là sự ao ước. Đối với bản thân, bạn đã bao giờ cho bản thân nghỉ ngơi, tìm lại những phút giây bình yên cho cuộc đời? Bạn đã bao giờ đợi bản thân làm được điều mình thích? Bạn đã trân trọng bản thân mình, luôn ép bản thân mình phải gồng lên làm mọi thứ? Bạn cũng đã bao giờ nuôi dưỡng lại tâm hồn với vòng xoáy cơm áo gạo tiền? Có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng, lâu lắm rồi tôi chưa làm những điều thú vị và ý nghĩa như thế. Chúng ta vứt bỏ đi những sự bình dị để tìm đến những thứ phức tạp hơn, để rồi hoang mang, lo lắng rồi chán nản. Sự sang trọng trong cuộc sống không phải là những gì đó quá cao sang, không phải cứ cố gồng lên, tỏ vẻ mà có được. Thay vào đó là một thái độ sống lạc quan, sống tích cực vươn lên, giúp ta tìm được bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bạn vừa có thể hưởng thụ mọi thứ tốt nhất, vừa có thể bình thản đối mặt với thứ xấu nhất. Bạn tin mình sẽ không ngã gục vì vài chuyện đau lòng. Khi toại nguyện bạn không vênh váo, khi thất vọng cũng không chán nản. Bạn biết, cho dù trong tình cảnh nào, cuộc sống đều cần sự sang trọng. Tất cả vấn đề của bạn đều chỉ là lười. Khi chúng ta gặp vấn đề gì đó, chúng ta chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân nhưng đã đi cầu cứu sự trợ giúp của người đó. Khi chúng ta không biết nhưng cũng không chịu học hỏi để biết, để mặc bản thân coi như là không biết gì cả. Trong cuộc sống, khi bạn giúp họ lần đầu, họ sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng giúp nhiều lần, họ sẽ dựa dẫm vào bạn, coi như việc giúp đỡ là tình cảm với nhau, không có gì to tát. Nhưng giúp đỡ hết lần này đến lần khác thì không còn là tình cảm nữa, mà là bổn phận.
Có thể thấy, bạn không biết, không làm được điều gì đó không phải do bạn không có khả năng làm được, mà vấn đề mấu chốt ở đây là do bạn lười mà thôi. Trong cuộc sống có rất nhiều điều mà nằm trong tầm tay của bạn. Bạn có thể học được nó một cách dễ dàng, nhưng bạn lại luôn cho rằng mình không thể học được và làm phiền người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người khác luôn giúp đỡ bạn thì sẽ chẳng cảm thấy phiền mà bạn đang phiền chính mình mà thôi. Vì vậy, cuộc sống ngày nay bạn chỉ cần siêng năng, chủ động, tích cực học tập, bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc một cách nhẹ nhàng. Nếu bạn khăng khăng rằng bạn không làm được thì vấn đề của bạn chỉ là lười mà thôi. Một cuộc sống chất lượng thật sự là như thế nào? Một cuộc sống chất lượng luôn là mục tiêu mà nhiều người phấn đấu để hướng đến. Nhiều người quan niệm rằng một cuộc sống chất lượng thực sự phải là một cuộc sống nhiều tiền, nhà giàu, đi xe sang, mỗi năm đi du lịch vài ba nơi. Nhưng với Lý Tư Viên thì một cuộc sống chất lượng thực sự thì tiền thôi chưa đủ. Vậy một cuộc sống chất lượng thực sự cần những điều gì? Một cuộc sống chất lượng thực sự đâu cần nhiều tiền. Chất lượng bắt nguồn từ nội tâm con người, từ thái độ sống tích cực, lạc quan, từ sự quyết tâm của bạn cho dù cuộc sống cho bạn một bộ bài xấu, nhưng bạn vẫn biết xoay chuyển tình thế, thay đổi chiến thuật để biến nó thành một bộ bài tốt. Cuộc sống đưa bạn vào những giông tố, nhưng bạn vẫn kiên cường đi qua giông tố để đến với bình yên. Cuộc sống đưa bạn vào khe cửa hẹp, nhưng bạn vẫn cố gắng lách qua để đến với những thứ rộng mở hơn. Nói tóm lại, cuộc sống có chất lượng thật sự là do tâm của chính bạn tạo nên. Theo đuổi cuộc sống chất lượng là sự hoàn thiện và nâng cao bản thân của một người. Cho dù trong môi trường ồn ào cũng có thể yên lặng đọc sách, cho dù dùng đồ trang điểm bình dân cũng không thể ảnh hưởng đến mong muốn theo đuổi cái đẹp. Theo đuổi cuộc sống chất lượng là có tinh thần tự tin, thông suốt, lạc quan, làm cuộc sống tốt đẹp hơn trong điều kiện có hạn. Thật ra điều quan trọng nhất là thái độ với cuộc sống. Bạn vừa phải có khả năng đón nhận mọi thứ tốt nhất, vừa phải có tâm thế bình thản đối mặt với mọi thứ xấu nhất. Và đặc biệt, trong bạn phải có niềm tin rằng bạn xứng đáng có những thứ tốt nhất và cố gắng hết mình vì điều đó. Khi đối mặt với những điều không như mong muốn, bạn nên dùng nội tâm an tĩnh, ung dung và đặc biệt là mạnh mẽ để chấp nhận và vượt qua. Hãy nhớ rằng khi nội tâm chất lượng thì cuộc sống mới có chất lượng. Hành động đi, cuộc sống thú vị hơn nhiều. Người thời nay đi đâu cũng gắn theo chiếc điện thoại, ngồi rảnh rỗi cũng sẽ cầm điện thoại, đi trên đường cũng cắm mặt vào điện thoại. Rảnh rỗi là nằm dài ra xem điện thoại, máy tính, lướt web. Chúng ta cứ cảm thấy cuộc sống của chúng ta tẻ nhạt và vô nghĩa, nhưng thực ra chúng ta đang sống một cách vô vị. Chúng ta ỷ lại quá nhiều, ngồi thì không muốn đứng lên, nằm rồi thì lại không muốn ngồi dậy. Sáng sớm dậy tập thể dục, chạy bộ thay vì nằm ngủ nướng đến 9-10 giờ sáng. Hãy hành động đi, vì khi vận động, bạn sẽ thấy nhiều màu của cuộc sống hơn rất nhiều. Hay đi du lịch cũng là một cách để làm cuộc sống trở nên thú vị hơn. Xách ba lô lên và đi, cảm nhận không khí của đất, vượt qua bao đèo, bao núi, đắm mình trong làn nước mát mẻ, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Thả hồn vào thiên nhiên để ru bỏ mọi mệt mỏi, đêm xuống thì ca hát với ánh lửa trại. Sáng sớm thức dậy ở một nơi xa, trải nghiệm cuộc sống của người bản xứ. Chả phải những điều đó sẽ đem lại cho bạn một cuộc sống mới mẻ, đầy trải nghiệm và thú vị hơn sao? Nếu có thời gian, hãy đi du lịch đi nhé. Dần dần bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị, muôn màu, muôn vẻ hơn đấy. Vừa khóc, vừa tiến tới, nhưng đừng vừa cười vừa ngoảnh lại. Trong cuộc sống có những điều mà không theo ý của bản thân mình. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy con đường mình chọn sao mà ấm trong gai. Có những lúc bạn cảm thấy cuộc sống đang quá bất công với mình. Hay có những lúc, những suy nghĩ, những stress đang đè nặng trên tinh thần của bạn. Nhưng các bạn ơi, chẳng con đường nào mà dễ dàng cho chúng ta đi cả. Con đường nào cũng sẽ có những chông gai, có những khó khăn, vượt qua hay không là ở tinh thần và ý chí. Chúng ta muốn chinh phục đỉnh cao thì chúng ta phải vượt qua những dãy núi lên đến đỉnh. Trên hành trình đó, sẽ có lúc bạn thấy quá mệt mỏi, thấy kiệt sức và muốn từ bỏ. Nhưng bạn đừng có khóc, mà hãy bước tiếp,
đừng quay đầu lại phía sau. Vượt hết khó khăn thì sẽ thu được trái ngọt. Và một ngày nào đó, giọt nước mắt của bạn sẽ rơi vì hạnh phúc, vì những thành quả đạt được đền đáp công sức của bạn. Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ xem khi xưa vì sao bạn lại lựa chọn con đường khó đi này. Khi bạn bắt đầu ngưỡng mộ cuộc sống thoải mái an nhàn của người khác, hãy tĩnh tâm lại thử hỏi bản thân, bạn thật sự vì yêu thích hay vì trốn tránh? Sống đúng là mệt mỏi, rất mệt mỏi khi bạn mệt nhoài đến nỗi muốn vứt bỏ mọi thứ, quay đầu trở lại. Hãy tự nhủ, chỉ có đi về phía trước mới có tương lai rực rỡ. Đối mặt với thế giới lạnh lùng này, tôi vẫn muốn là một con người ấm áp. Câu chuyện của chính tác giả sẽ khiến các bạn cảm động vô cùng. Không được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, sống trong sự yêu thương của bà nội. Khi gặp mẹ, Viên Viên chả thể gọi nổi tiếng mẹ. Nhưng khi người mẹ đi khuất bóng thì cô bé lại đầy can đảm và gọi một tiếng mẹ thật to. Sống trong một thế giới lạnh lùng này, cô bé ấy vẫn muốn có một trái tim ấm áp. Chính vì khi còn nhỏ đã trải qua những câu chuyện gia đình, thấu hiểu về những nỗi cô đơn, thấu hiểu những cung bậc cảm xúc, nên điều mà tác giả hướng đến chính là một con người ấm áp, dù thế giới này có lạnh lùng đến thế nào. Đúng là chỉ có từng trải nghiệm, từng yêu thương, từng đau khổ trong thế giới lạnh lùng nhất này mới có thể thấu hiểu sâu sắc hàm nghĩa thực sự của sự ấm áp. Điều mong muốn của chính bản thân mình chính là dừng cuộc đời có hạn, nếm đủ mọi chua ngọt đắng cay trong cuộc đời. Chỉ muốn làm một người ấm áp sau khi ngắm nhìn hết phồn hoa và hiu quạnh của thế gian. Tác giả tin rằng sự ấm áp chính là thứ tài sản và kho báu thật sự mà cuộc sống ban tặng cho cô. Rộng mở tấm lòng, đừng vì trốn tránh gió mưa mà ngăn cản ánh nắng chân chính ở bên ngoài cửa sổ tâm hồn. Trong thế giới lạnh lùng này, nếu bạn cố gắng, cầu tiến, kiên trì thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một người ấm áp. Đừng tùy tiện suy diễn cuộc sống của người khác. Chúng ta hay nhìn cuộc sống của người khác theo con mắt của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cho rằng cuộc sống của người ta nhạt nhẽo, chán chường, khô khan. Nhưng người trong chính cuộc sống ấy lại cảm thấy vô cùng vui vẻ với cuộc sống mà họ đang sống. Họ hài lòng với những gì họ đang sống. Hay khi một ai đó đưa ra quyết định, chúng ta hay phán xét rằng quyết định đó đúng hay sai. Nhưng dù đúng hay sai với chúng ta thì người ta vẫn đưa ra quyết định của riêng họ. Và dù sai thì họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm với quyết định mà họ đã đưa ra. Bạn đâu thể sống thay họ, và suy nghĩ lúc đó cũng là của riêng bạn. Bạn đâu thể làm thay người khác. Nhiều lúc bạn đừng tùy tiện suy diễn cuộc đời của người khác. Làm như vậy sẽ chẳng có bất cứ tác động nào với đến người khác, mà còn phản tác dụng, khiến bạn đánh mất lòng tin và hy vọng vào cuộc sống. Nhiều lúc con người ta sống quá cảm tính, quá tinh tế sẽ rất mệt mỏi. Bạn cần sống nghiêm túc nhưng đừng quá nghiêm trọng. Bạn phải sống lý trí nhưng đừng quá cá tính. Có rất nhiều chuyện trên đời không nằm trong phạm trù mà bạn nghĩ, vận hành theo cách mà bạn nghĩ. Thay lời kết, Cuộc đời rực rỡ không màu là cuốn sách đáng để đọc của Lý Cát Viên. Cuốn sách là những câu chuyện thực tế nhưng đầy những bài học, chứ không hề là những điều sáo rỗng. Cuốn sách sẽ đưa cho bạn những bí kíp sống, thái độ sống, thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống để cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn. 6 chương là 6 mảnh ghép hoàn toàn để tạo nên một góc nhìn đa chiều về cuộc đời. Khi đọc xong cuốn sách, gấp lại, bạn sẽ thu được những điều mà sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống này. Cuộc sống đầy những điều chờ đợi bạn. Hãy làm cho cuộc sống bạn là một bức tranh rực rỡ thay vì một cuộc sống không màu. Nhưng lúc trẻ, hãy chơi môn thể thao mà bạn đam mê, hãy nhảy vũ điệu mà bạn thích. Nhưng lúc còn can đảm, hãy nắm tay người mà bạn thương. Nhưng lúc trẻ trung, hãy thực hiện ước mơ của bạn, đi con đường bạn muốn đi, sống cuộc đời bạn muốn sống. Bạn có thể mãi mãi trẻ trung, mãi mãi là một người trẻ tuổi, chỉ cần bạn còn ấp ủ tình cảm mãnh liệt và khát vọng với cuộc sống.